Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức tăng ni. Kính thưa quý khán thính giả của đài VNTV cùng toàn thể chư vị thiện nam tín nữ Phật tử. Hôm nay là thời gian vào mùa Phật đản Phật lịch 2558, chúng con thành tâm kính đảnh lễ chư tôn đức tăng già và kính chúc quý ngài pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ, đồng thành tâm cầu nguyện cho chư vị thiện nam tín nữ Phật tử cũng như khán thính giả của đài VNTV luôn hưởng trọn một mùa Phật đản Phật lịch 2558, vô lượng an khang, các tường như ý. Đồng thời, cũng trong mùa Phật đản năm nay, chúng ta thành tâm thiết lễ để tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn thị hiện vào đời. Mà khi chúng ta nghĩ đến ngày thị hiện của Đức Thế Tôn thị hiện vào đời, chúng ta tự suy tư lại tâm tư của người Phật tử để thấy được rằng chúng ta phải sống như thế nào, xây dựng một đời sống tại gia, một đời sống xã hội để phù hợp với tinh thần giác ngộ và giải thoát mà Đấng Thế Tôn đã thị hiện vào trong thế gian này. Từ những ý nghĩa đó, chúng ta có những sự suy tư như sau. Thứ nhất, lý do nào Đức Thế Tôn thị hiện vào đời, để rồi từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng cái tấm lòng đại từ bi của Đấng Thế Tôn nhìn vào trong thế gian, thấy con người, chúng sinh nhiều sự khổ lụy, mà hạnh nguyện độ sinh của chư Phật ba đời trong quá khứ, hiện tại cũng như trong tương lai là luôn luôn làm như thế nào ban bố giáo pháp giác ngộ đến cho muôn loài chúng sinh như thế nào để đoạn tận khổ đau, chấm dứt phiền não và xây dựng một đời sống bình yên, hạnh phúc cho con người. Vì những lý do đó cho nên Đức Thế Tôn đã thị hiện dưới gốc cây vô ưu trong vườn Lâm Tỳ Ni của xã hội Ấn Độ đương thời mà cách đây gần 3.000 năm qua. Từ những ý nghĩa đó, Đức Thế Tôn đã thuyết giảng cho con người qua hai tinh thần giáo pháp. Một tinh thần giáo pháp là để xây dựng cho những người nam nữ cư sĩ Phật tử tại gia để có được một cuộc sống bình yên, hạnh phúc trong thế gian này. Và Đức Thế Tôn đã thiết lập một tinh thần giáo pháp thứ hai cho những người tăng sĩ xuất gia để đoạn tận khổ đau, chấm dứt phiền não và chứng nhập một thế giới của bậc thánh như các vị thánh đệ tử của Đấng Thế Tôn thời bấy giờ cũng như các vị thánh đệ tử, các vị tổ đức ngang qua các quốc gia trên thế giới. Vậy thì chúng ta hân hoan chào mừng mùa Phật đản Phật lịch 2558. Chúng ta tự soi rọi lại thân tâm của mình để thấy được rằng mình là người con Phật, phải ăn hiền, ở lành, phải tu nhân tích đức để phù hợp với tinh thần đại từ, đại bi, đại trí, đại đức mà Đấng Thế Tôn đã thị hiện vào trong thế gian này. Vậy thì chúng ta soi rọi lại, trắc nghiệm lại tâm tư của người Phật tử để rồi từ chỗ đó chúng ta thấy giáo pháp của Đức Thế Tôn đã giảng dạy mà chúng ta chỉ học thuộc lòng bốn câu kệ mà trong tinh thần giáo pháp còn để lại ấy không thôi. Chúng ta cũng đủ thấy được rằng mình là những người có nhiều phước duyên, có nhiều sự bình an và hạnh phúc. Bốn câu kệ ấy là: vui thay Phật ra đời, vui thay Pháp được giảng, vui thay Tăng hòa hợp, hòa hợp Tăng vui thay. Hay
Hạnh phúc thay chư Phật đản sinh, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Trong tứ chúng đồng tu đó có những người nam nữ cư sĩ Phật tử chúng ta, mà chúng ta có nhiều phước duyên từ nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ cho đến ngày hôm nay, cho nên chúng ta mới gặp được chư Phật, chúng ta mới gặp được giáo pháp và chúng ta mới gặp được chúng tăng. Để rồi từ chỗ đó chúng ta có được một cuộc sống bình an và hạnh phúc trong thế gian này. Mà khi chúng ta sống một cuộc sống bình an và hạnh phúc trong thế gian này thì chúng ta thử nghiệm và trải nghiệm bằng cái nhìn chân thật mà ngày hôm nay toàn thể chư vị thiện nam tín nữ Phật tử đã thấy. Nhiều sự thiên tai bão lụt, nhiều sóng thần động đất, nhiều chiến tranh và sự chết chóc giữa người với người, giữa quốc gia này với quốc gia khác, giữa dân tộc này với dân tộc khác. Trong khi đó, chúng ta có được một cuộc sống an lạc, bình yên, để rồi từ chỗ đó chúng ta thấy phải tu nhân tích đức, phải niệm Phật, phải bố thí cúng dường. Nếu một ngày mai kia mà một cơn vô thường đến với chúng ta thì chúng ta cũng xả bỏ báo thân như bao nhiêu những con người khác đã qua và hiện tại cũng như trong tương lai. Cho nên từ chỗ đó mà chúng ta biết ơn chư Phật thì hiện vào đời, chúng ta thành tâm trang trải tấm lòng quý kính để hân hoan chào mừng mùa Phật đản Phật lịch 2558 mà những lời giảng dạy của chư Phật đã để lại. Vui thay chúng ta sống không hận giữa hận thù, giữa những người thù hận ta sống không hận thù. Quả thật ngày hôm nay thế giới loài người đã cưu mang không biết bao nhiêu sự bất hạnh. Thế giới loài người đã gặp phải những điều khổ đau mà tự thân của con người, tự thân của gia đình, tự thân của quốc gia và xã hội đó không bao giờ muốn gặp phải những điều mà khổ đau như thực tế ngày hôm nay đã có. Chính sự khổ đau đó mà trên quê hương Việt Nam của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta phải nhắc tâm cầu nguyện cho một quê hương Việt Nam có được một đời sống bình yên và hạnh phúc. Tất cả những cái gì của quê hương Việt Nam hãy trả lại cho quê hương Việt Nam, để rồi từ chỗ đó con dân Việt Nam của chúng ta có được một cuộc sống bình yên, hạnh phúc như là bao đời tổ tiên, cha mẹ của chúng ta đã dày công mở nước, giữ nước và dựng nước. Đức Thế Tôn thì hiện vào trong cuộc đời xây dựng cho một quốc gia, cho nhiều dân tộc, cho tất cả chúng sinh mà không phân biệt quê hương này hay dân tộc khác. Chính vì ý nghĩa đó mà từ thời Đức Thế Tôn còn tại thế trên quê hương Ấn Độ, Ngài đã thiết lập những tinh thần giáo pháp để cho đời sống con người được bình yên theo tinh thần giáo pháp đó, để cho những con người phát tâm đi tu để trở thành các bậc thánh đệ tử và chứng đắc từ quả vị thứ nhất đến quả vị thứ tư hay còn cao hơn nữa. Cho nên quê hương Ấn Độ khi xưa, những người đi tu để trở thành bậc thánh và những người không đi tu còn có đời sống tại gia, phát tâm hộ trì Phật Pháp, được cứu trụ thế gian, lợi lạc hữu tình, như các vị vua Ashoka, như A Dục Vương Đại Đế, như Thắng Mang Phu Nhân, như A Xà Thế, như vua Ba Tư Nặc. Để rồi từ chỗ đó chúng ta quay về những quê hương mà gần với Việt Nam chúng ta, như những thời xa xưa quê hương của Trung Hoa, vua Lương Võ Đế đã phát tâm hộ trì Phật Pháp. Và chúng ta đi vào trong quê hương Việt Nam của chúng ta, ngang qua các triều đại Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê, thì những triều đại đó, những nhà vua như Trần Nhân Tông, Trần Thánh Tông, Lê Thái Tổ, v.v. đã phát tâm hộ trì Phật Pháp. Và kính thưa quý đệ hữu,
Nếu tinh thần đạo Phật không phải vì nhân sinh, không phải vì cho con người, không phải lòng từ bi cho chúng sinh, thì quả thật chẳng có ai để phát tâm hộ trì Phật Pháp cả. Khi chúng ta đi vào nội dung của tinh thần giáo Pháp, chúng ta thấy được rằng ở nơi đó đã chứa đựng tinh thần từ bi đến với tất cả mọi loài chúng sinh trong Pháp giới. Chúng ta đi vào nội dung của tinh thần giáo Pháp, chúng ta thấy quả thật đó là một cái hương vị giác ngộ và giải thoát mà chẳng dành riêng cho ai. Từ vua quan cho đến thần dân, cho đến những loài bò bay mấy cửa, vi tế côn trùng, Đức Thế Tôn cũng trang trải cái tấm lòng từ bi bảo vệ mạng sống, bảo vệ môi sinh để cho con người được lớn, được khôn, được trưởng thành trên tinh thần giáo Pháp giác ngộ và giải thoát ấy. Chúng ta chiêm nghiệm khi mùa Phật đản lại về, để rồi từ chỗ đó chúng ta làm được gì cho Phật Pháp, chúng ta làm được gì cho đời sống tu tập của những người nam nữ cư sĩ Phật tử tại gia mà Đức Thế Tôn đã giảng dạy. Mà nếu người nam nữ cư sĩ Phật tử áp dụng lời giảng dạy của Đức Thế Tôn vào đời sống của mình thì quả thật đó là một đời sống bình an và hạnh phúc chân thật nhất trong thế gian này. Lời giảng dạy của Đức Thế Tôn đó là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Chớ làm các việc ác, nguyện làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch là lời chư Phật dạy. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng già, kính thưa toàn thể chư vị thiện nam tín nữ Phật tử, ba đời chư Phật thị hiện vào trong thế gian này không ngoài mục đích là khuyến tấn con người đừng làm các việc ác và khuyến khích con người hãy làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Đó là lời giảng dạy của chư Phật, mà không phải chư Phật một đời, mà chư Phật trong quá khứ, chư Phật trong hiện tại và chư Phật trong tương lai cũng làm như vậy. Vậy thì kính thưa quý đạo hữu, Đức Thế Tôn đã giảng dạy không làm các việc ác, có nghĩa là chúng ta giữ gìn những cái gì mà chúng ta đã thọ trì ngang qua tinh thần giới luật. Chúng ta không sát hại chúng sinh, chúng ta không trộm cắp, chúng ta không tà hạnh, chúng ta không nói dối, chúng ta không uống rượu. Ngoài những tinh thần mà giới luật Đức Thế Tôn đã giảng dạy và chúng ta đã thọ trì trên tinh thần giới luật đó, ngoài ra còn những vấn đề khác mà chúng ta không làm các việc ác, như chúng ta không có ganh tị với nhau, chúng ta không có tị hiềm với nhau, mà chúng ta biết thương yêu nhau để chúng ta đùm bọc với nhau, gìn giữ cho nhau một đời sống bình yên và hạnh phúc. Mà cái nền văn hóa của dân tộc Việt Nam của chúng ta cũng đã giảng dạy cho con dân Việt Nam chúng ta rằng nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng, hay bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dàng. Mà trên cái đời sống thực tế này, nền văn hóa đó đã giảng dạy chị ngã êm nâng. Có nghĩa là trong cuộc sống của một gia đình, trong đời sống thân thương, trong cái tình mà xem gia đình, chị em, bà con, láng giềng như thể tay chân. Đạo Phật thị hiện vào trong cuộc đời cũng giảng dạy cho con người có tình thương yêu, đùm bọc, biết xây dựng, bảo vệ, chia sẻ tình thương yêu với nhau. Mà nếu chúng ta có chia sẻ tình thương yêu với nhau, chúng ta có biết bảo bọc với nhau, chúng ta có biết cảm thông, độ lượng với nhau, thì quả thật đó là chất liệu để xây dựng đời sống cho con người trên thế gian này. Vậy thì Đức Thế Tôn giảng dạy con người không làm các việc ác, nguyện làm các việc lành. Ngày hôm nay, quý Phật tử là đệ tử của Đấng Thế Tôn, kỷ niệm mùa Phật đản Phật lịch 2558 là chúng ta hãy cố gắng tích lũy công đức, làm các việc lành để mà chúng ta có được phước duyên xây dựng đời sống. Để rồi một ngày mai kia mà chúng ta xả bỏ báo thân, chúng ta không có luyến tiếc, chúng ta không có ân hận và chúng ta không có cảm nghĩ hối hận rằng một thời làm người đã trôi qua mà chúng ta không có tích lũy công đức để xây dựng cho đời sống hiện tại và trong tương lai.
Cho nên mùa Phật đản Phật lịch 2558 sắp sửa về với lòng người con Phật trên quê hương Việt Nam và tất cả những người Phật tử trên khắp thế giới, để rồi từ chỗ đó chúng ta thấy được cái công hạnh độ sinh của Đấng Thế Tôn. Mà công hạnh độ sinh của Đấng Thế Tôn thể hiện vào đời thì chúng ta hãy cố gắng suy tư, nghĩ tưởng và lặp lại để nhớ cái dòng lịch sử của Đức Phật thể hiện vào trong thế gian này. Kính thưa quý đạo hữu, nhiều khi chúng ta là người Phật tử nhưng mà nói đến cái dòng lịch sử của Đức Thế Tôn, nhiều khi chúng ta cũng chưa thuộc hết và chúng ta cũng chưa nhớ hết. Để rồi từ chỗ đó mà mỗi lần mùa Phật đản lại về thì chúng ta nhớ lại cái dòng lịch sử đó, là một vị Bồ Tát Mã Minh trên cung trời Đâu Xuất nhìn vào trong thế gian này, thấy chúng sinh chìm đắm trong sự sanh tử luân hồi, và cái lòng từ bi của Bồ Tát Hộ Minh trên cung trời Đâu Xuất nghĩ tưởng làm như thế nào để ban bố tình thương yêu và con đường giác ngộ và giải thoát đến cho mọi người thăng tiến trên con đường giác ngộ và giải thoát đó để chấm dứt khổ đau. Cho nên Bồ Tát Hộ Minh trên cung trời Đâu Xuất đã thị hiện dưới gốc cây Vô Ưu trong vườn Lâm Tỳ Ni của xã hội Ấn Độ cách đây gần 3.000 năm về trước. Và khi sinh ra, Thái tử Tất Đạt Đa đã một tay chỉ lên trời, một tay chỉ dưới đất, bước đi 7 bước và nói rằng: Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, có nghĩa là trên trời dưới trời chỉ có một mình Đấng Như Lai là tôn quý. Chữ ngã đó là chỉ cho Thái tử Tất Đạt Đa. Và ngày hôm nay Thái tử Tất Đạt Đa là một thái tử con của Vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Mai Gia, nhưng khi đi xuất gia trở thành một Đấng Thế Tôn hiệu là Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho nên từ chỗ đó chúng ta lần lượt đọc lại cái dòng lịch sử của Thái tử Tất Đạt Đa và Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật để chúng ta suy nghiệm và tưởng nhớ đến cái công ơn thị hiện của Đức Phật vào trong cuộc đời này. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Già, kính thưa toàn thể quý khán thính giả của đài VNTV, nhân mùa Phật đản năm nay, một lần nữa chúng con kiền thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Già và kính chúc quý Ngài Pháp Thể Khinh An, Đạo Nghiệp Viên Thành. Đồng trân trọng kính chúc toàn thể quý khán thính giả của đài VNTV và chư vị thiện nam tín nữ Phật tử hân hoan chào mừng một mùa Phật đản Phật lịch 2558 vô lượng an khang các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Trân trọng kính chào toàn thể liệt quý vị.